Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày Giáp Ngọ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sa trung kim kỵ tuổi Mậu Tý Nhâm Tý ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Thân, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc, sao Sát Cống đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao xấu mọi việc, sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Bạch Hổ kỵ về an táng, sao Tội Chỉ xấu đối với tế tự, tố tụng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và tất cả đều bắt nguồn từ những sự bất đồng khiến cho sự tranh cãi nảy sinh không có hồi kết nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn nên cẩn trọng với các quyết định liên quan tới vấn đề về tài chính, kẻo tiền bạc thất thoát khó lường. Bạn hãy xem xét kỹ càng và cân nhắc tới các khía cạnh rủi ro, thiệt hại khi muốn đầu tư vào các lĩnh vực mới. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn cũng không được mấy hài hòa. Cho dù mọi chuyện không đúng theo ý của bạn thì bạn cũng đừng có vội trút giận lên đối phương, hãy chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà bạn đang gặp phải, có thể người ấy sẽ cho bạn một lời khuyên hữu ích nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, mối quan hệ xã giao có sự căng thẳng, bất đồng xảy ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tập trung tăng cường sức đề kháng cho bản thân, phòng tránh các bệnh tật có thể xảy ra. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, lời khuyên của ai đó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc,
giữ chặt túi tiền của mình, đừng có phung phí. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 97, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Sửu ngọa tương hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu khó thoát khỏi được cạm bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn, và chỉ cần bạn lộ ra sơ hở dù là rất nhỏ đi chăng nữa, kẻ xấu bụng sẽ ngay lập tức đánh đòn hiểm nhằm hạ bệ, hòng chiếm đoạt mọi thành quả công sức mà bạn bấy lâu nay đã gây dựng nữa đó nhé. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu có tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có lẽ sự đánh giá cao mà mọi người dành cho bạn trong ngày hôm nay chính là nguyên nhân khiến cho không ít người ganh tị, ganh ghét, đố kỵ với bạn. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Với bà tuổi Sửu nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía nửa kia, cả hai cùng nhau chung tay vượt qua những thách thức, những thời khắc khó khăn nhất nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, hành sự cẩn trọng, chớ để lộ sơ hở dù là nhỏ nhất để cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, kẻ tiểu nhân rình rập, chờ cơ hội để hãm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, sức khỏe bình ổn, không phải lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình được hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên đánh giá cao. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần ngọa tốt phù trợ. Cái điều này giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là hanh thông, thuận lợi. Ngày này với bạn tuổi Dần, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, còn mang đến cho bạn có được cơ hội hợp tác về làm ăn, hợp tác với những đối tác tiềm năng, hy vọng sẽ có được một tương lai bội thu về tài lộc nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này giúp cho bạn đang có được vận may về tiền bạc, giúp cho túi tiền của bạn đầy lên một cách trông thấy. Với bạn tuổi Dần có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục tái đầu tư hay là tiết kiệm, đừng có vội vàng tiêu xài phung phí, kéo lại chẳng giữ được nỗi đồng tiền nào trong tay. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này giúp cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân có được cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp với mình qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân trong khoảng thời gian này. Bạn cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn để đón nhận những cảm xúc trong tình yêu đầy mới mẻ mà người ấy dành cho bạn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, giúp sức cho vận trình công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có được vận may về tiền bạc tìm đến với bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội gặp gỡ được người như ý muốn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, sức khỏe được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, chớ có vội tiêu xài phung phí số tiền mới kiếm được. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này,
sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 44, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang có điềm báo sẽ gặp không ít những phiền phức khi trong ngày đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu như ngày hôm nay. Trong ngày này với bạn tuổi Mão có không ít kẻ xấu bụng luôn tìm cách gây rối, hãm hại, ngăn bạn tiến đến thành công, và đây là lúc với bạn tuổi Mão cần phải hết sức tỉnh táo để phân biệt được trắng đen, phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt, để đề phòng bản thân mình rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, chỉ cần bạn mắc phải một sai lầm, dù là rất nhỏ đi chăng nữa, với bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó có thể cứu vãn được khi trong ngày đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh như thế này. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão là bạn luôn cần phải xem xét mọi việc một cách cho cẩn thận, đừng có để lộ sơ hở bất cứ chi tiết nào để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội hạ bệ bạn nhé. Và trong ngày thứ năm này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh, cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn dần trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Sau những lời chia sẻ, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, tình cảm vì thế mà ngày thêm phần bền chặt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, xem xét mọi việc cho thật cẩn thận, tránh để sai lầm đáng tiếc xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tình cảm lứa đôi ngày một gắn kết hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, trò chuyện và chia sẻ sẽ giúp cho đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, gia đạo được an yên, không cần quá lo lắng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, phải đối mặt với không ít chuyện rắc rối, phiền phức ập đến. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thiên quan giáng mệnh, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Thìn cần phải hành xử thật cẩn trọng trong ngày hôm nay, chớ có nói năng thiếu kiểm soát, thiếu suy nghĩ khi đứng trước những người có chức quyền. Bạn sẽ khó tránh vướng phải chuyện thị phi, rối riêng từ cách hành xử quá đội thẳng thắn của mình nữa đó nhé. Với bạn tuổi Thìn, bạn sẽ chỉ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình lại dần trở nên hài hòa hơn khi bạn đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Cha mẹ và con cái sớm hóa giải được những xung đột, mâu thuẫn từ trước đó, các cặp đôi cũng dần có được sự thấu hiểu nhau hơn nữa rồi. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng giêng năm Nhâm Dần, thiêu hại thượng lạn ông. Ngày này, nhân thần ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy với bạn tuổi Thìn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hành xử cẩn trọng nếu không muốn vướng phải chuyện thị phi phức tạp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình có được sự hài hòa, tình thân gắn kết. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi dần thấu hiểu và yêu thương đậm sâu hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, lời nói thiếu cơ sở và thiếu sự suy xét kỹ càng có thể gây ra hậu quả đáng ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chớ nên lơ là về sức khỏe của bản thân cho dù trong bất cứ trường hợp nào. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
3 sao. Con số may mắn số 14, số 58. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tỵ Ngọ tương hội. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, những cơ hội cứ mở ra trước mắt, chỉ chờ bạn nắm lấy và bứt phá mạnh mẽ trên con đường công danh sự nghiệp ở phía trước mà thôi. Vì vậy, bạn cần phải tranh thủ cơ hội này để nắm lấy cơ hội bứt phá tiến tới thành công bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, cũng đang có được sự xuất hiện của thiên tài chiếu mệnh báo hiệu cho bạn đang có được nhiều tin vui về tiền bạc sẽ đến trong khoảng thời gian này. Với bạn tuổi Tỵ, những nguồn thu nhập từ nghề phụ, nghề tay trái cứ liên tục đổ về, tiền trong túi cứ thế càng đầy thêm nữa. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, cái điều này làm cho bản mệnh nên chú ý trong việc dưỡng sinh cho cơ thể của mình nhiều hơn. Hãy tiếp tục về tinh thần luyện tập thể dục thể thao để giúp cho cơ thể của mình thêm phần được khỏe mạnh, có thể chống lại mọi bệnh tật có thể phát sinh ập đến bất cứ lúc nào. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy giữ vững về tinh thần tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe chống lại bệnh tật. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nguồn thu nhập liên tiếp đổ về đầy túi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nắm lấy cơ hội và nhanh chóng bứt phá tiến tới thành công. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đừng có để lỡ thời cơ hiếm có để kiếm tiền về đầy túi cho mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm không có nhiều chuyển biến theo chiều hướng tốt. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 45, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ lên tâm trạng, tinh thần của bạn trong ngày hôm nay. Với những áp lực không biết chia sẻ cùng ai khiến cho bạn tuổi Ngọ cứ mãi giữ muộn phiền ở trong lòng từ ngày này qua ngày khác, vì những chuyện này mà bản thân của bạn dần trở nên buồn bã, chán nản, muốn buông xuôi tất cả nữa rồi. Cũng may là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Với những nỗ lực của bạn đã được hồi đáp bằng những khoản lương, tiền thưởng vô cùng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nữa nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và trong ngày giáp ngọ này với bạn tuổi ngọ, nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn tránh được những rủi ro, hạn chế những điều không xảy ra theo ý của mình. Về câu quyết của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình không được mấy hài hòa. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, sức khỏe cần phải được lưu tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, khó thoát khỏi được tâm trạng chán trường, buồn bã, muốn buông xuôi, bỏ cuộc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với sự cống hiến của bản thân. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 70, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi.
Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được vận quý nhân tam hội giúp sức cho bạn, cho nên với bạn tuổi Mùi sẽ chẳng còn phải lo lắng tới những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này nữa. Và dù bạn có gặp phải khó khăn, vướng mắc nào cũng dễ dàng giải quyết được. Sự giúp sức của mọi người xung quanh khiến cho công việc của bạn trở nên trôi chảy và suôn sẻ hơn rất chi là nhiều nữa nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh là lời khẳng định về những gì mà bạn đang cống hiến. Bạn tuổi Mùi cần phải tiếp tục khai phá những tiềm năng còn tiềm ẩn giấu ở trong mình. Cộng thêm với sự tự tin của bản thân, bạn có thể sớm nhận thêm được những trọng trách hoàn toàn mới mẻ, tăng thêm khả năng cho bản thân mình, tăng thêm cơ hội cho mình nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn như được bước sang một trang sách mới. Các cặp đôi sớm tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi. Còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng có thể nhân dịp này để bày tỏ tình cảm, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời khả quan từ người ấy nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chỉ cần một phút lơ là, sức khỏe của bạn có thể sẽ bị tổn hại một cách nghiêm trọng, nên chú ý. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đừng có ngần ngại bày tỏ lòng mình, bạn có thể thành công từ ngay lần thử đầu tiên. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy luôn tự tin vào khả năng, năng lực của chính mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có được quý nhân giúp sức, vận trình thêm phần được hanh thông, thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, năng lực của bạn được khẳng định, sớm nhận thêm những trọng trách mới, tăng thêm khả năng, tăng thêm cơ hội cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên ấn độ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân tự tin bộc lộ năng lực của bản thân mình và nhận được vô số lời khen của bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và đây chính là cơ hội để cho bạn tuổi Thân chạm tay tới những đích đến cao xa hơn nữa với sự tín nhiệm của mọi người nữa nhé. Chỉ tiếc rằng trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy lại không được mấy hài hòa khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành họa kim xung khắc như ngày hôm nay. Với những bất đồng liên tiếp nảy sinh khiến cho đôi bên vì khó giữ được sự bình tĩnh mà dẫn đến tranh cãi, tranh chấp xảy ra. Chỉ khi hai người cùng ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau thì lúc này đôi bên mới có được sự thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng giêng năm Nhâm Dần. Ngày này theo Khổng Minh là ngày tốt, theo Nhị Thập Bát Tú cũng là ngày tốt. Vì vậy với bạn tuổi Thân nên sắp xếp công việc để thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới gả hay là ký kết những hợp đồng có giá trị. Trong ngày hôm nay, nếu như bạn đi xa cũng cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam để gặp được nhiều may mắn. Phụ nữ đi ra thì gặp được người có tin mừng, người nhà được khỏe mạnh. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có sự bất đồng nảy sinh, mâu thuẫn ngày càng thêm phần căng thẳng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cơ thể được khỏe mạnh, bệnh tật được đẩy lùi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, công việc không gặp quá nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến đang đến gần. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm gặp nhiều trắc trở, đôi lứa khó có thể được như ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn,
tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính ấn nhập cục. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu thêm phần vững tin hơn vào năng lực của bản thân mình. Bạn dễ dàng hoàn thành được mọi nhiệm vụ được giao mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của bất cứ ai. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, những thử thách xuất hiện trước mắt bạn cũng chính là cơ hội để cho bản mệnh thể hiện mình, khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể nữa. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, công việc của bạn khá chi là suôn sẻ, nhưng chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được vui vẻ như vậy, nhất là trong ngày đang gặp ngày có họa kim xung khắc như ngày hôm nay. Các cặp đôi vì bất đồng mà liên tục xảy ra sự tranh cãi, mâu thuẫn cứ ngày một lớn dần lên, với những vết rạn nứt gần như chẳng thể nào hàn gắn được. Nếu như cả hai không cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt một thì e rằng sự chia ly, đổ vỡ là điều khó có thể tránh khỏi được. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày ngọ Dậu tương xung, bạn đang có điềm báo gặp họa huyết quang, vì vậy đi đường nên cẩn trọng, không nên phóng nhanh vượt ẩu, không nên đến những nơi nguy hiểm, đặc biệt là những nơi có âm khí nhiều, kéo lại mắc phải tâm bệnh khó chữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, hãy biến những thách thức thành cơ hội để bứt phá vươn lên. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải quan tâm chăm sóc và bồi bổ cho cơ thể nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, công việc được suôn sẻ, thuận lợi hơn trước. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tình cảm rạn nứt, khó hàn gắn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 25, số 47, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay sẽ đón nhận không ít tin vui đến với mình. Và sau khoảng thời gian dài nỗ lực, cuối cùng thì với bạn tuổi Tuất cũng được thưởng thức những trái ngọt do chính bàn tay mình làm ra. Những thành quả mà bạn mang về sẽ khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn nên cẩn trọng trong mọi hành động, kẻo lại dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ mà tìm đủ mọi cách để hãm hại bạn. Chỉ cần bạn sơ hở, lơ là, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng khiến cho những nỗ lực của bạn bị sụp đổ một cách khó lường. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, cơ hội nhân duyên có thể sẽ tìm đến với bạn trong ngày khi bạn đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh. Với những lời giới thiệu của bạn bè, người thân sẽ giúp cho hai bạn tiến gần hơn với nhau nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm thấy được nửa kia dành cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có được sự hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, kẻ xấu bụng đem lòng ganh ghét, đố kỵ vì những thành quả mà bạn có được. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, cẩn trọng trong từng hành động, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 85, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh,
và đây như là lời nhắc nhở bạn tuổi Hợi, chớ có lắng nghe những lời đường mật của người khác mà đưa ra quyết định sai lầm, thiếu đi sự chính xác. Với những thị phi tai tiếng mà bạn vướng vào có thể khiến cho mọi nỗ lực mà bạn đã gây dựng từ trước tới nay bị phá hoàn toàn. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy hỏa xung khắc, cái điều này làm cho chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đôi bên vì cái tôi quá cao mà không chịu ai nhún nhường ai, căng thẳng vì thế mà càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày Giáp Ngọ, ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần, thiêu hại thượng lạn ông. Ngày hôm nay, nhân thần ở cạnh thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tránh xa những thị phi, điều tiếng mà kẻ xấu bụng răng ra. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cơ thể ốm yếu, mệt mỏi chính là dấu hiệu của bệnh tật, bạn cần phải đi khám để được chữa trị kịp thời. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đừng dễ dàng tin vào lời đường mật của người khác, kẻo lại bị hối hận. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, lứa đôi vì sự bất đồng quan điểm mà xảy ra sự tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, kẻ tiểu nhân chỉ chờ cơ hội hãm hại bạn mà thôi. Và đánh giá của bạn Quý Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh điên, quý nhân phụ trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.